Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, làm đến đâu, chắc đến đó, các cấp bộ đoàn đã thành lập 153 đội hình thanh niên tình nguyện, hoạt động với phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để hướng dẫn đoàn viên thanh niên và người dân khai báo y tế qua ứng dụng nCoV trên điện thoại di động. Bên cạnh đó, phối hợp với các ban ngành địa phương, tổ chức 182 đợt tuyên truyền bằng loa di động tại các thôn, làng, tổ dân phố, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phát và tặng hơn 19.744 khẩu trang, 2.730 chai nước rửa tay diệt khuẩn, điều chế 12.500ml dung dịch nước rửa tay, 850 bánh xà phòng và hướng dẫn cách sử dụng, cách bảo quản cho người dân, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Một số tổ chức cơ sở đoàn, các câu lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn tỉnh đã sáng tạo thiết kế 100 mặt nạ ngăn giọt bắn và may gần 5.000 chiếc khẩu trang, tặng miễn phí cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại địa phương, đơn vị. Duy trì 380 điểm rửa tay sát khuẩn, điểm đo thân nhiệt tại các khu vực công cộng trên địa bàn, một điểm rửa tay dã chiến tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội, trước những khó khăn của các hộ gia đình nghèo, đặc biệt là người bán vé số, người nhặt ve chai, các cấp bộ đoàn đã phối hợp cùng với các nhà hảo tâm tặng 321 phần quà gồm nhu yếu phẩm, gạo, mì tôm, sữa, tổng trị giá hơn 61.200.000 đồng cho các hộ gia đình tiêu biểu như Pleiku, Dapper, Yagrai.